Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn trà khách. 176. Hắc tâm phu phụ. Phương pháp này rất đơn giản, miễn là tần quốc thái tử phối hợp là được, Thẩm Đông Lăng nói. Vương Bật nghe vậy, hỏi, giải thích lời đó thế nào? Thẩm Đông Lăng nở nụ cười, bây giờ minh tề chúng ta không phải đang muốn cùng đại lương kết minh sao? Theo ý tứ phu quân trong lời nói, Tần Quốc cũng định là vui vẻ cùng chúng ta kết minh. Nếu Tần Quốc yêu cầu điều kiện để kết minh là muốn cưới muội muội của ta thì sao? Đương nhiên không được. Dù bệ hạ vì thiên hạ bách tính mà cân nhắc, không thể không đáp ứng, nhưng Thẩm tướng quân chắc chắn sẽ không đồng ý gả Thẩm Ngũ tiểu thư đi xa. Vương bật rõ ràng điều này, vì ai cũng biết Thẩm Tín thương yêu Thẩm Diệu như thế nào. Gả ra nước ngoài đã là không thể huống chi là tần quốc xa xôi, mấy năm không gặp một lần. Thẩm Đông Lăng nở nụ cười, chính là vì lý do đó. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, bách tính minh tề biết việc này, chắc chắn sẽ yêu cầu thẩm tướng quân gả ngũ muội muội đi. Hoàng Phủ Hạo là thái tử tần quốc, điều kiện cũng không tệ, gả ngũ muội muội đi cũng không thiệt. Nếu đại bá không đáp ứng, bách tính sẽ cho rằng tần quốc không kết minh với minh tề, dễ dàng bị đại lương chui chỗ trống giang sơn minh tề sẽ nguy nan đổi một ngũ muội muội lấy an nguy bách tính dù đại bá không thấy có lợi bách tính sẽ thấy có lợi vương bật rơi vào trầm tư thẩm đông lăng tiếp tục thế nhân đều biết đại bá ta luôn đặt thiên hạ đại nghĩa lên trên mạng sống bây giờ bị bách tính áp lực hắn có thể đối đầu với quan gia nhưng không thể làm trái ý bách tính cả bệ hạ cũng không thể tùy tiện cần phải cân nhắc ý dân. Huống chi là đại bá ta, đại bá vừa lo không muốn bị đại lương lợi dụng cơ hội, vừa không muốn ngũ muội muội gà xa. Nhưng ai có thể ngăn cản hoàng phủ Hạo? Coi như có người cũng chưa chắc dám làm. Lúc này, chỉ cần thái tử điện hạ đứng ra nói một câu, ngũ muội muội là người đã định của thái tử phủ, mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết. Chuyện này, Vương Bật nghe thấy có chút do dự chỉ nghe Thẩm Đông Lăng tiếp tục cười nói, thái tử mặt mũi, hoàng phủ Hạo không thể không để ý. Trước đó vài ngày cũng có phong thanh truyền ra, hoàng phủ Hạo chỉ cần hỏi thăm sẽ biết. So với gả xa tần quốc, đại bá chắc chắn muốn ngũ muội muội gả vào thái tử phủ hơn, còn có thể chăm nom. Thái tử đứng ra dũng cảm ở thời điểm này, đại bá cũng sẽ cảm tạ thái tử. Vương bật con mắt sáng lên, hắn vốn khôn khéo Tự nhiên nghe ra Thẩm Đông Lăng biện pháp này có chỗ thích hợp, vẫn rơi vào trầm tư. Thẩm Đông Lăng chưa nói hết, nàng vòng tay qua cổ Vương Bật, vừa nói, chỉ cần Hoàng phủ Hạo và Thái tử điện hạ phối hợp. Thái tử điện hạ có thể cho Hoàng phủ Hạo chút lợi ích, Hoàng phủ Hạo đạt được, hai người cùng diễn trò, chuyện còn lại sẽ tự nhiên thuận lợi. Vương Bật ôm sát Thẩm Đông Lăng, mạnh mẽ hôn lên mặt nàng, nói, không ngờ ta còn cưới được một cố vấn. Thẩm Đông Lăng thẹn thùng cúi đầu, phu quân không nên chiêu gẹo thiếp thân, thiếp chỉ là đột nhiên nghĩ ra. Trong đó chắc chắn có nhiều chỗ không đúng, chỉ là phu quân nhất định có thể nghĩ cách bù đắp. Người nghĩ ra được những thứ này đã rất không dễ dàng. Vương Bật càng nhìn Thẩm Đông Lăng càng thấy ưa thích, nói, lần này ngươi giúp ta rất nhiều, yên tâm, chờ đại công cáo thành, ta nhất định sẽ kể công lao của ngươi trước mặt thái tử để lăng nhi nhà chúng ta cũng được uy phong một phen. Thẩm đông lăng trong lòng xem thường, nam nhân kiến công lập nghiệp, sợ nhất là bị người khác chia công lao, huống hồ nàng là nữ tử, vương bật sẽ không nói ra công lao của nàng, chỉ là lời chót lưỡi đầu môi thôi. Chỉ là trong lòng sáng tỏ là một chuyện, thẩm đông lăng vẫn đẩy vương bật, vội la lên, phu quân nhưng đừng nhắc đến việc này là thiếp thân chủ ý. Cái nào coi như kế muội muội mình? Nếu không phải vì phu quân giải quyết khó khăn, thiếp thân làm sao đến mức này? Lời này truyền đi, thiếp sau này còn làm người thế nào? Vương bật vốn là thuận miệng nói, nếu thẩm đông lăng thuận thế đáp ứng sẽ khiến hắn cảm thấy nàng tham mộ công lao. Nhưng giờ phút này thẩm đông lăng hoang mang khước từ lại làm hắn cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Càng nhìn nàng càng đáng yêu, càng vui mừng thay đổi hôn với thẩm nguyệt. Hắn nói, được, ta không nói chỉ là chuyện này cũng không phải xấu gả cho thái tử ngày sau thái tử đăng cơ thẩm ngũ tiểu thư sẽ là quý phi ngày sau đều sẽ cảm tạ ngươi đây chính là cầu cũng không được chuyện tốt thẩm đông lăng cười nói thiếp thân cũng nghĩ vậy nhưng trong lòng hiểu rõ thẩm diệu không phải người tham quyền thế thẩm ra coi thẩm diệu như hòn ngọc quý trên tay những phú quý không quan trọng với nàng thẩm diệu và thẩm tín đều có một loại cố chấp trong xương Đối với người khác, gả cho thái tử là chuyện tốt, dù không muốn, qua mấy ngày nếm trải ngon ngọt cũng sẽ thỏa mãn. Nhưng Thẩm Diệu không giống, đi nhầm một bước, nàng có thể tự tìm chết. Dù bề ngoài không biểu hiện, trong lòng cũng không dễ chịu. "Xin lỗi, Thẩm Đông Lăng tự nói với lòng, trong Thẩm phủ, người nàng không muốn đối đầu nhất chính là Thẩm Diệu, vì nàng cũng rất nguy hiểm, sau lưng còn có Thẩm Tín phu phụ ủng hộ." nhưng lúc này không giống trước kia bây giờ thẩm đông lăng có tư cách đối đầu với thẩm diệu nàng cũng nhận ra mình đố kỵ thẩm diệu thẩm đông lăng có thể đạp thẩm phủ những người khác dưới chân bao gồm nhị phòng tam phòng thẩm nguyệt thẩm thanh nhưng không thể so sánh với thẩm diệu thẩm diệu dựa vào người nhà điều thẩm đông lăng vĩnh viễn không có người có địa vị thấp một khi đắc thế dễ quên lúc trước thấp kém ngược lại càng làm người ta cảm thấy vặn vẹo đó là lý do tại sao người bần hàn một khi mưu được chức quan nhỏ, tính cách liền trở nên ngông cuồng. Trong xương, địa vị quấy phá, bất cứ lúc nào sợ bị người thấy lúc trước của mình. Thẩm Đông Lăng đang thất thần, liền nghe Vương Bật nói, lúc này cần phải chủ tính một phen, ta cần cùng thái tử thương lượng. Thẩm Đông Lăng lấy lại tinh thần, cười nói, cần hẹn ngũ muội muội ra ngoài một đạo mới tốt đây. Nàng suy nghĩ, Thiếp thân có thể cho ngũ muội muội một thiếp mời. Ố, Vương Bật hỏi, nàng sẽ ra sao? Tựa Hồ đã hiểu rõ Thẩm Đông Lăng và Thẩm Diệu hai tỷ muội không thân thiện, nhưng rơi vào tay Thẩm Đông Lăng, như chào Phúng nàng và Thẩm Diệu có khác biệt. Ấn xuống trong lòng không thích, Thẩm Đông Lăng nói, phu quân không tin thiếp thân. Yên tâm, thiếp thân nhất định sẽ gọi ngũ muội muội ra. Bình Nam Bá Quý phủ Tô Minh Phong giờ phút này cũng đang đau đầu. Hôm qua Vinh Tín công chúa đã đến Bình Nam Bá Quý phủ. Vinh Tín công chúa lâu nay ít ra ngoài, ít giao du với bên ngoài, và lần này cải trang, khiến Tô Minh Phong suýt chút nữa không nhận ra. Vinh Tín công chúa hạ mình đến Bình Nam Bá phủ chắc chắn là vì việc trọng yếu. Việc để hạ nhân trực tiếp thông báo Tô Minh Phong cho thấy việc này không liên quan đến Tô Dục, mà đặc biệt vì hắn. Tô Minh Phong tuy không rõ, nhưng không dám thất lễ, đón Vinh Tín công chúa vào, nghĩ rằng Vinh Tín công chúa muốn phân phó việc gì. Ai ngờ Vinh Tín công chúa không đến sai khiến người, mà là đến để hỏi thăm tin tức. Mà tin tức nàng hỏi lại làm Tô Minh Phong giật mình, Vinh Tín công chúa hỏi về tạ cảnh hành. Tạ cảnh hành hai năm trước đã chết ở Bắc Cương trên chiến trường, vì mọi người ở Định Kinh đều biết tạ cảnh hành và Vinh Tín công chúa tình cảm vô cùng thân thiết tạ cảnh hành chết đi vinh tín công chúa sinh một cơn bệnh nặng từ đó không ai dám nhắc đến tạ cảnh hành trước mặt nàng để tránh gây thương tâm ai ngờ bây giờ vinh tín công chúa chủ động hỏi tô minh phong vinh tín công chúa hỏi về chuyện xưa của tạ cảnh hành bóng gió hỏi xem tạ cảnh hành có bí mật gì cuối cùng nàng hỏi về thi thể của tạ cảnh hành tạ cảnh hành trước đây bị quân địch ở bắc cương vạn tiễn xuyên tâm mà chết bị thủ lĩnh quân địch chém đầu treo trên thành lầu, lột ra phơi khô. Ngày đó, dưới con mắt mọi người, không thể giả được. Sau đó, khi kiếm về thi thể thì đã khốc liệt không còn ra hình dạng, cũng không phải toàn thay. Tạ đỉnh khi thấy thi thể tạ cảnh hành liền hôn mê bất tỉnh, vinh tín công chúa không dám nhìn. Tô Minh Phong là bạn thuở nhỏ của tạ cảnh hành, đã tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Vinh tín công chúa hỏi Tô Minh Phong có chắc chắn thi thể đó là tạ cảnh hành không? Nếu là bình thường, Tô Minh Phong chỉ hơi nghi hoặc, nhưng sau khi gặp thẩm diệu và nhận ra hổ đầu hoàn trên tay nàng, hắn nghi ngờ tạ cảnh hành còn sống. Vinh tín công chúa đột nhiên hỏi về tạ cảnh hành khiến Tô Minh Phong gần như chắc chắn suy đoán của mình rằng tạ cảnh hành còn sống. Dù không hiểu tại sao tạ cảnh hành không xuất hiện, Tô Minh Phong biết Vinh Tín công chúa đã phát hiện điều gì đó. Sau vài câu đáp ứng Vinh Tín công chúa, nàng rời đi, Tô Minh Phong rơi vào suy nghĩ. Vinh Tín công chúa đã có hoài nghi, chứng tỏ Tạ Cảnh Hành đã lộ ra sơ sót gì đó. Nghĩ đến Thẩm Diệu và Vinh Tín công chúa, Tô Minh Phong nghi ngờ Tạ Cảnh Hành không chỉ không chết mà còn ở Định Kinh thành. Điều khiến Tô Minh Phong nghi hoặc là Tạ Cảnh Hành và Vinh Tín công chúa luôn không có bí mật tình cảm tốt nhất, sao tạ cảnh hành lại giấu nàng chân tướng? Hơn nữa, tại sao Vinh Tín công chúa hỏi về tạ cảnh hành lúc nhỏ? Có liên quan gì? Dù lý do là gì, Tô Minh Phong đều nghĩ tạ cảnh hành có lý do riêng. Việc cấp bách là tìm ra tạ cảnh hành, sau đó mọi câu hỏi sẽ có đáp án. Nhưng định kinh thành tuy không lớn, biển người mênh mông, muốn tìm một người trốn đi, đặc biệt người đó rất có bản lĩnh, không dễ dàng tô minh phong quyết định phái người theo dõi vinh tín công chúa nếu nàng đã phát hiện manh mối chắc chắn nắm giữ nhiều thông tin vinh tín công chúa điều tra gì hắn chỉ cần theo sau là được tô minh phong triệu hạ nhân ghé tai phân phó vài câu thẩm diệu nhận được thiếp mời từ thẩm đông lăng khi tạ cảnh hành đang ở phòng nàng uống trà từ sau đêm đó tạ cảnh hành danh chính ngôn thuận quản lý chuyện của nàng Thẩm diệu ban đầu không quen, sau rồi cũng thành quen, vì tạ cảnh hành tay mắt thông thiên, dù nàng không nói, hắn cũng có cách tra ra. Tạ cảnh hành nhìn thiếp mời trong tay nàng, nói, thẩm đông lăng. Chắc lại có ý đồ gì, thẩm diệu nói. Mời ta đi phẩm hương. Nàng ngẩn ra, mỉm cười, phẩm hương đều đi ra, xem ra viên ngoại lang quý phủ nội tình cũng không tệ. Thường trà, phẩm rượu là việc thường quy, nhưng phẩm hương lại không thế hương tốt có giá ngàn vàng đốt là không còn thẩm diệu biết quý trọng nhất là ngọc lê trầm hương một móng tay nhỏ cũng đáng vạn lượng vàng đã từng có thương nhân tây vực tiến cống vào cung cầu hoàng thương tên gọi ngọc lê trầm hương đó bằng nắm tay vô cùng quý ngày đó hậu cung tần phi đều đến xem thẩm diệu cũng thấy mới mẻ thẩm diệu tưởng ngọc lê trầm hương sẽ để tại quốc khố vì vô cùng quý trọng sau đó, mỹ phu nhân sinh thần, phó tu nghi đem ngọc lê trầm hương đốt, thu được nụ cười mỹ nhân. Phẩm hương thiêu chính là vàng dòng bạc trắng, tương đương ít đi thật nhiều ngân phiếu. Thẩm đông lăng thiếp mời phẩm phượng miệng hương, cũng vô cùng quý giá. Viên ngoại lang nhà bổng lộc, kiên quyết không chịu nổi tiêu xài thế. Hiển nhiên, thẩm đông lăng gả vào nhà giàu có nội tình, dù là nhất phẩm đại thần cũng không tiêu xài vậy. Dưới cửu tuyền, Thẩm Nguyệt biết được chân tướng, liệu có tức giận sống lại? Phượng miệng hương không rẻ, tiêu nhiều bạc như vậy, chắc không phải vì tỉ muội tự ôn chuyện mà thôi. Tính toán ngươi sao? Tạ cảnh hành hỏi. Thẩm Đông Lăng không phải Thẩm Nguyệt, nếu tính toán ta, ta cũng không dễ dàng bị nàng tính toán. Thẩm Đông Lăng không ngu, mu, nàng muốn ta đi là để thuận lợi chủ tính gì đó. Nếu ta không đi, cũng sẽ không tổn thất nhiều thẩm diệu cười ta chỉ thấy viên ngoại lang nhà có nhiều bạc nàng nhìn tạ cảnh hành thẩm diệu đã chú ý thẩm đông lăng xiêm y đồ trang sức quý trọng coi như vương bật có sủng ái nàng cũng không thể gánh nặng bạc nhiều vậy vương gia làm sao có nhiều bạc tạ cảnh hành liếc nhìn thẩm diệu rất thức thời tiếp lời vương gia là người của thái tử thái tử âm thầm có liên quan với buôn lậu muối và vương bật là người trung gian Thẩm Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách việc buôn lậu muối vốn là chuyện làm ăn có lợi lớn, dù chỉ ăn chút số lẻ cũng đủ làm người mê mệt. Việc vương gia tiêu xài xa hoa thế này giúp Thẩm Diệu hiểu rõ hơn về sức lực của Thẩm Đông Lăng. Nếu Thẩm Đông Lăng chỉ gả vào một gia đình quan chức bình thường, nàng sẽ phải cẩn thận kinh doanh. Nhưng hiện tại vương gia giàu có đến mức nứt đố đổ vách, vương bật lại làm việc cho Thái tử. Thẩm Đông Lăng tin rằng Giang Sơn đại nghiệp sẽ thuộc về thái tử, và Vương Bật làm việc cho thái tử sẽ tăng giá trị bản thân. Là vợ chính thức của Vương Bật, nàng sẽ hưởng vinh quang vô hạn. Có lẽ vì bị sự giàu sang mê hoặc nên nàng mới dám lớn gan như vậy. Sinh trong hoạn nạn, chết trong an lạc, Thẩm Diệu nghĩ, Thẩm Đông Lăng không thể duy trì một đầu óc tỉnh táo, nên không thấy rõ sự thật. Thiên hạ đại sự có nhiều biến số ai dám chắc thái tử sẽ kế thừa đại thống lùi một vạn bước dù thái tử kế thừa đại thống ai đảm bảo vương bật sẽ vẫn được thăng chức từng bước chuyện thỏ khôn chết chó săn bị giết nhiều vô kể đế vương gia là nơi vô tình nhất vương bật là người của thái tử thẩm diệu suy nghĩ thẩm đông lăng đột nhiên hành động như vậy chắc chắn liên quan đến vương bật tức là liên quan đến thái tử thẩm diệu nhìn về phía tạ cảnh hành ta và thái tử có quan hệ nàng muốn dùng ta làm mồi. Tạ cảnh hành tán thưởng nhìn nàng, nói, thông minh. Người đã sớm biết, thẩm diệu hoài nghi. Thẩm đông lăng ra chủ ý, tạ cảnh hành nói, cầm lên một khối bánh ngọt cắn một cái, để Hoàng Phủ Hạo và Thái Tử đạt thỏa thuận, cùng diễn một màn kịch. Lấy việc gả ngươi cho Hoàng Phủ Hạo làm điều kiện để cùng Minh Tề kết minh. Nếu không đồng minh vỡ tan, có thể sẽ tiến công Minh Tề. Đến lúc đó, tin tức này lan ra, bách tính kinh hoàng sẽ cầu thẩm tín cả ngươi cho Hoàng Phủ Hạo. Một bên là bách tính, một bên là ngươi, thẩm tín sẽ rất thống khổ. Nhưng không ai dám đối nghịch với Hoàng Phủ Hạo, lúc này chỉ có Thái tử đứng ra, nói ngươi và Thái tử sớm đã có hôn ước. So với việc gả xa Tân Quốc, thẩm tín sẽ dễ dàng chấp nhận gả ngươi cho Thái tử, và sẽ nhờ đó mà cảm kích Thái tử. Tạ cảnh hành nhún vai, Thẩm Đông Lăng không phải kẻ đơn giản. Thẩm Diệu nghe xong, sắc mặt tái nhợt, cười lạnh, nàng thật lòng lo lắng cho ta. Dùng Thiên Hạ Bách Tính để áp chế Thẩm Tín, người từ Thẩm lão tướng quân đã thừa kế truyền thống là vì Bách Tính mà chiến. Khi Thẩm Tín bị chính Bách Tính áp chế, một đầu khác là Thẩm Diệu, có thể tưởng tượng Thẩm Tín sẽ đau khổ đến mức nào. Trong Thẩm phủ, Thẩm Diệu và Thẩm Đông Lăng vốn nước giếng không phạm nước sông. Nhưng giờ bị trêu chọc, Thẩm Diệu liền sinh ra một luồng căm ghét không kiềm chế được đối với Thẩm Đông Lăng. Nàng nói, việc thân sự với thái tử không thể được. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng cười, nói, vậy là muốn gả cho ta. Không chờ Thẩm Diệu phát hỏa, hắn lại nói, yên tâm, không ai dám cướp đồ từ tay ta. Nữ nhân ta đã chọn, ai dám động vào. Lời hắn lúc nào cũng không kiêng kỵ, Thẩm Diệu mặt không khỏi hơi đỏ lên nàng chuyển hướng câu chuyện thẩm đông lăng tính toán ta ta tự nhiên cũng muốn đáp lễ ý phu nhân chính là ý ta tạ cảnh hành lười biếng nói thẩm diệu nàng nói người rốt cuộc có ý gì muốn tiêu diệt minh tề để đại lương thống nhất sao tạ cảnh hành ánh mắt kỳ dị hỏi ngươi sẽ giúp ta chứ ta đã nói về điểm này ta cùng ngươi là giống nhau thẩm diệu trả lời tạ cảnh hành trên mặt chuyện cười dần thu hồi. Hắn không biết được thẩm diệu đang nghĩ gì, tựa hồ một chút đầu mối cũng không thấy. Tạ cảnh hành xưa nay không nghĩ thẩm diệu sẽ ủng hộ hắn. Giờ đây, thẩm diệu biểu hiện khiến hắn bất ngờ, và lời nàng nhắc nhở rằng nàng nói thật lòng. Nàng muốn diệt minh tế. Tại sao? Thẩm diệu tuyệt không tham mộ danh lợi, không vì phụ họa hắn mà nói theo lời. Vì ái mộ tạ cảnh hành mà ném minh tề ra sau đầu. Tạ cảnh hành không tin. Từ khi biết Thẩm Diệu, nàng luôn có địch ý với người phó gia, dù vì phó gia muốn chèn ép Thẩm gia, nhưng Thẩm Diệu là khuê các nữ tử, từ đâu biết những chuyện này. Có lúc, nàng còn nhìn rõ hơn Thẩm Tín và Thẩm Khâu, như đã sớm dự liệu điều gì. Càng gần Thẩm Diệu, càng thấy nàng thần bí. Nhưng mọi hành sáo của nàng, ngay cả phong tiên hiệu cầm đồ cũng không tra ra nguyên nhân thực sự làm người hoài nghi. Hắn trần trừ hỏi, ngươi, không thích minh tề. Thẩm diệu cục mắt, thiên hạ đại thế phân cửu tất hợp hợp cửu tất phân, từ xưa là đạo lý này. Không phải ta có nguyện ý hay không, có thích hay không mà có thể thay đổi. Coi như ta không muốn, không thích, chuyện này vẫn sẽ phát sinh, đây là nhất định. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh nến trên bàn, nói, so với người phó gia, ta tình nguyện giang sơn này trong tay các ngươi. Tạ cảnh hành sững sờ. Hai nước giao chiến, không liên quan bách tính. Minh tề những năm này khí số đã hết, thuế má trầm trọng, thiên tai không ngừng, bách tính gian nan. Quan trường mục nát, hoàng đế mê muội, hận không thể chém chết những người có công. So sánh mà nói, đại lương bách tính an cư lạc nghiệp, các ngành nghề tươi tốt. Thẩm Diệu nói, ta biết Vĩnh Lạc Đế là minh quân, lúc trước tấn công tiểu quốc khác, bách tính tự phát mở cửa thành đón lấy, không phải đạo lý này sao? Tạ cảnh hành sâu sắc liếc nhìn thầm diệu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả. Thế gian thường nói nữ tử thiền cận, chỉ nhìn thấy trước mắt mà không nhìn thấy đại cục, nhưng đó là vì họ chưa gặp những người như nàng. Tạ cảnh hành từng thấy nữ tử có tầm nhìn rộng lớn nhất là hoàng tẩu của hắn, vĩnh lạc đế đức hoàng hậu. Nhưng đức hoàng hậu xuất thân từ thế gia, học vấn uyên bác và là chủ lục cung. Thẩm Diệu hiện mới 16 tuổi, nơi xa nhất nàng từng đến chỉ là Tiểu Xuân Thành, hai năm trước còn bị gọi là kẻ ngu ngốc mê trai. Vậy mà lời nói về thời cuộc của nàng, thậm chí Vĩnh Lạc Đế cũng khó sánh nổi. Nàng không coi mình là một quốc gia riêng biệt, mà đứng trên góc độ lịch sử, bình tĩnh và thuận theo quy luật như sự thay đổi của bốn mùa. Người có thể nhìn thông suốt nhân thế như vậy không nhiều, nhưng người này lại ngồi ngay trước mặt hắn. Tạ Cảnh Hành bỗng cảm thấy vui mừng, vì nữ nhân này là do hắn phát hiện và nàng cũng nguyện ý nói những lời này với hắn. Thẩm Diệu không biết suy nghĩ trong lòng Tạ Cảnh Hành. Nàng chỉ nhớ Phó Tu Nghi từng đánh giá Vĩnh Lạc Đế là người phong lưu, một đời minh quân. Ban đầu quốc thổ Đại Lương không rộng lớn như hiện nay, đặc biệt sau khi tiên hoàng chết, quốc nội náo loạn và bị các quốc gia khác xâm lược. Sau đó vĩnh lạc đế lên ngôi, từ từ thu hồi quốc thổ và chiếm đoạt các tiểu quốc xung quanh. Vĩnh lạc đế rất có mị lực, được lòng dân, có những bách tính của tiểu quốc còn nóng trông ông chiếm đoạt để cải thiện cuộc sống. Vĩnh lạc đế đã thực hiện được điều đó. Lúc đó, thẩm diệu rất kinh ngạc, phó tu nghi cũng kiêng rè không ít. Sau đó, phó minh đọc sách và cũng thảo luận hăng say với thẩm diệu, khiến nàng nhớ rõ chuyện này tạ cảnh hành dừng một lát, không vui nói: người nhớ chuyện của hắn rõ như vậy để làm gì? thẩm diệu đáp: đương nhiên, ta cũng không vĩ đại đến thế, chỉ là vì tự vệ mà thôi. nếu người phó gia nắm quyền, thẩm gia sớm muộn cũng bị tìm cớ tiêu diệt. quân chủ bất nhân, thần tử không cần bảo vệ đạo nghĩa sinh tồn. không phải sao? vậy ngươi làm sao biết vĩnh lạc đế sẽ không là thứ hai văn huệ đế, sẽ không đối với thẩm gia ra tay? Tạ Cảnh Hành hỏi. Nghe nói Vĩnh Lạc Đế bên người có một vị họ Lý Tướng Quân, cảnh ngộ tương tự thẩm gia, nhưng lại được Vĩnh Lạc Đế trọng dụng. Thẩm gia binh lực không bằng Lý Tướng Quân, nên không cần lo lắng. Thẩm Diệu thầm nghĩ, chỉ ít kiếp trước đến lúc nàng chết, vị Lý Tướng Quân kia vẫn sống rất tốt. Tạ Cảnh Hành ngẩn ra, làm sao ngươi biết có vị Lý Tướng Quân? Thẩm Diệu giật mình, nhận ra mình đã quên rằng nàng là thẩm gia đích nữ không thể biết về lý tướng quân đại lương cố gắng che đậy nàng nói vị lý tướng quân rất nổi danh minh tề biết cũng không kỳ lạ rất nổi danh tạ cảnh hành cao mày có nổi danh như ta không thẩm diệu quyết tâm không cùng hắn tranh cãi nói đừng nói chuyện này nếu muốn đối phó minh tề đương nhiên không thể để tần quốc và minh tề kết minh nếu vậy đại lương cũng gặp phiền phức người ở lại định kinh không phải để chia rẽ liên minh của họ sao tạ cảnh hành khẽ mỉm cười xuất giá tòng phu người giúp ta suy nghĩ chu đáo thẩm diệu không để ý đến lời nói của hắn nói có một cách chia rẽ liên minh của họ vấn đề là người có thể làm được hay không tạ cảnh hành chọn môi cười nói nghe một chút giết người vu oan phỉ báng nàng cười ôn hòa đoan trang không có chứng cứ thì càng tốt. 177. Cưới ngươi. Tháng ngày dường như luôn yên bình, nhưng bên dưới sự yên bình ấy có lẽ ẩn chứa những kế hoạch mà không ai biết trước được. Những ngày này ở Định Vương phủ, mọi người đều cảm thấy lo lắng, đặc biệt là những phụ tá được phó tu nghi coi trọng, họ càng cẩn trọng hơn trong mọi hành động. Nguyên nhân chính là mấy ngày trước, phó tu nghi đã bắt giữ Bùi Lang và giam vào ngục tối. Dù lý do cụ thể không ai rõ ràng, nhưng có người tiết lộ rằng Bùi Lang thực ra là gián điệp của đối thủ Phó Tu Nghi. Trước đó, không ai phủ nhận tài năng của Bùi Lang. Mặc dù một số người trong môn khách ghen tị với sự đối đãi đặc biệt của Phó Tu Nghi dành cho hắn, nhưng không thể phủ nhận rằng trong hai năm qua, Bùi Lang đã giải quyết nhiều vấn đề cho Phó Tu Nghi. Việc Phó Tu Nghi đột ngột bắt giữ Bùi Lang mà không rõ nguyên do, cho thấy Phó Tu Nghi đã sớm có hoài nghi điều này cũng thể hiện sự quyết đoán của phó tu nghi khiến các phụ tá khác càng thêm kính trọng và thận trọng tuy nhiên phó tu nghi cũng có những điều khiến hắn nghi hoặc gần đây hắn phát hiện vinh tín công chúa cải trang tới bình nam bá phủ tìm tô minh phong dù không rõ lý do nhưng phó tu nghi tin rằng việc này có điều gì đó kỳ lạ vinh tín công chúa ít khi giao du bên ngoài thậm chí quan hệ với văn huệ đế cũng không thân thiết ngoại trừ Ngọc Thanh công chúa. Nhưng Ngọc Thanh công chúa đã mất nhiều năm, còn tạ cảnh hành, con trai của Ngọc Thanh công chúa, cũng đã chết ở Bắc Cương. Phó Tô Nghi nghĩ mãi vẫn không tìm ra mối liên hệ giữa Vinh Tín công chúa và Bình Nam bá phủ, đặc biệt là với Tô Minh Phong. Hắn tự hỏi tại sao Vinh Tín công chúa lại tìm Tô Minh Phong chứ không phải Tô Dục, người có thể giúp đỡ nhiều hơn về mặt công việc. Tên Tô Minh Phong rất nổi tiếng ở Định Kinh Thành, không chỉ vì tài năng mà còn vì mối quan hệ thân thiết với Tạ Cảnh Hành. Điều này khiến Phó Tu Nghi nghi ngờ Vinh Tín công chúa tìm Tô Minh Phong để hỏi về Tạ Cảnh Hành. Phó Tu Nghi biết rằng Tạ Cảnh Hành đã chết, nhưng việc Vinh Tín công chúa đột ngột tìm Tô Minh Phong khiến hắn đặt ra giả thuyết rằng Tạ Cảnh Hành có thể chưa chết. Dù vậy, hắn nhanh chóng phủ nhận vì nhớ lại báo cáo tử vong của Tạ Cảnh Hành mà hắn đã kiểm tra. Nhưng rõ ràng có điều gì đó không đúng. Vinh tín công chúa đi tìm Tô Minh Phong, có thể liên quan đến tạ cảnh hành. Phó Tu Nghi quyết định đến ngục tối để kiểm tra. Định Vương Phủ có một ngục tối nằm trong từ đường, nơi này được xây dựng để cầu phúc, nhưng bên dưới lại là một nơi giam giữ và tra tấn những người phạm sai lầm lớn. Những hình phạt khủng khiếp tại đây khiến người ta không rét mà run. Phó Tu Nghi thần tình thản nhiên bước vào ngục, ánh mắt tràn ngập sự thưởng thức đối với những da người treo trên tường khi đến gian cuối cùng hắn dừng bước trong gian ngục người bị giam bị treo lên khắp người đều là máu áo bào nhuộm đỏ tươi khó nhận ra màu sắc ban đầu máu tươi thỉnh thoảng nhỏ giọt xuống đất tạo thành một vệt máu nhỏ phó tu nghi lặng lẽ quan sát người kia người đó dường như đã hôn mê hắn ra hiệu cho người bên cạnh lập tức có người mang theo một thùng nước ớt đổ lên người tù nhân người kia giật mình toàn thân run rẩy không ngừng, như đang trải qua nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Phó Tu Nghi tiến lên, cười nói, tiên sinh, ngài thấy thế nào? Nước ớt làm vết thương đau đớn hơn, nhưng cũng rửa sạch máu trên mặt tù nhân, hiện ra khuôn mặt quen thuộc của Bùi Lang. Bùi Lang mỉm cười, giọng run rẩy đáp, nhờ phúc điện hạ, ta vẫn ổn. Đã sớm biết tiên sinh không phải người tầm thường, không ngờ không chỉ tài hoa xuất chúng, mà khí tiết cũng khiến bản điện kính nể. Nếu không, thẩm ra sao có thể phái người đến? Phó tu nghi thở dài, đều nói thẩm tín mang binh mỗi người đều oai hùng, tiên sinh là văn nhân, nguyên lai cũng xương cốt cứng rắn như vậy. Thẩm tướng quân làm sao 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 người, bản điện cũng muốn biết. Bùi lang thở dài, cười nói, ta và thẩm tướng quân không có nửa điểm quan hệ. Đã nhiều ngày như vậy, tiên sinh vẫn kiên trì tuy rằng khí tiết đáng khen nhưng đến cùng làm người đau đầu khiến bản điện phải dùng đến những biện pháp đặc biệt phó tu nghi nói bùi lang chỉ cười không nói gì phó tu nghi nhìn hắn ngữ khí ôn hòa tựa hồ có chút hoài niệm thực ra bản điện cùng ngươi chủ tớ một hồi cũng coi như là tương giao thật vui ngươi tài hoa ngang ngược bản điện cũng rất yêu thích bản điện xưa nay nhẹ dạ nguyện ý cho ngươi một cơ hội kiến công trục tội, coi như chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Bản điện vẫn gọi ngươi là tiên sinh, ngươi là đắc lực nhất của bản điện. Hắn tới gần bùi lang, gần như dụ dỗ, chỉ cần ngươi nói cho bản điện, thẩm ra có bí mật gì, ngươi bị phái đến bên cạnh ta với mục đích gì. Hai câu, đổi lấy một cơ hội, thế nào? Bùi lang ho khan, ho ra mấy chồng máu, rồi cười gian nan, đa tạ điện hạ yêu ái, chỉ là thần không có quan hệ với thẩm gia, không thể trả lời câu hỏi này của điện hạ, e rằng trời cũng không cho thần cơ hội này, đáng tiếc. Phó tu nghi mặt không biểu cảm nhìn hắn, một hồi lâu mới nhẹ nhàng cười, vỗ tay một cái, phủi tơ máu trên tay, tiên sinh xương cứng, bản điện khâm phục, cũng hiếu kỳ, muốn xem xương của tiên sinh cứng đến mức nào. Hắn ra hiệu cho người bên cạnh, những thứ này vào không được mắt tiên sinh, không có hiệu quả, đổi tốt hơn đi. Hắn chuẩn bị rời đi, chợt nhớ ra điều gì đó, nói, tiên sinh không nói, bản điện cũng có thể tự mình tra được bí mật của thẩm gia. Chỉ là bản điện muốn hỏi, nghe nói thẩm gia trọng tình trọng nghĩa, tiên sinh máu chảy đầu rơi, không biết thẩm tướng quân có phái người đến cứu tiên sinh ra khỏi hố lửa. Phó Tu Nghi rời đi cùng thị vệ. Phó Tu Nghi vừa đi, Bùi Lang phun ra một ngụm máu lớn. Vị hoàng tử bề ngoài ôn hòa, nhưng lại ác độc và tàn nhẫn. Câu hỏi cuối cùng của Phó Tu Nghi khiến hắn không nhịn được mà cười khổ. Thẩm gia trọng tình trọng nghĩa, nhưng người hắn làm việc là Thẩm Diệu. Thẩm Diệu trọng tình trọng nghĩa, nhưng chỉ đối với người Thẩm gia. Ngoài thân nhân và bạn bè của nàng, người khác trong mắt Thẩm Diệu không quan trọng. Khi Phó Tu Nghi nói về việc cứu hắn, Bùi Lang cảm thấy điều đó không thể xảy ra dù thẩm diệu có khả năng cứu hắn khỏi định vương phủ đặc biệt là từ ngục tối bí mật này thì nàng cũng không làm khi thẩm diệu muốn hắn làm gián điệp bên cạnh phó tô nghi nàng đã dự liệu rằng có ngày này thẩm diệu biết một khi bị phát hiện kết cục của bùi lang sẽ rất thê thảm nhưng nàng vẫn làm vậy dù lý trí biết thẩm diệu sẽ không cứu mình nhưng bùi lang vẫn có chút mơ hồ chờ đợi hắn không rõ cảm giác đối với thẩm diệu là gì Ban đầu khi Thẩm Diệu dùng lưu huỳnh uy hiếp, hắn cảm thấy căm ghét, nhưng sau đó không biết vì sao lại thực sự coi mình là người của Thẩm Diệu, tận tâm làm tốt vai trò gián điệp. Bùi Lang không hiểu vì sao mình làm vậy, có lẽ kiếp trước thiếu nợ Thẩm Diệu điều gì, nên đời này mới phải theo nàng, hầu như nhân sinh cũng bị thay đổi. Khi những kẻ tra tấn đến, Bùi Lang gạt bỏ suy nghĩ, chuẩn bị chịu đựng thêm một vòng tra tấn mới. Hắn không biết rằng, tại Duệ Vương phủ Hỏa lung và dạo Oanh đang ngồi trên cây nhấm nháp hạt dưa Dạo Oanh hỏi Quý lão bản và cao công tử đến giờ vẫn chưa đi ra Định thủ tháp lao đến bao lâu Hỏa lung phun vỏ hạt dưa Ta đoán chủ tử đã quên mất chuyện này rồi Mấy ngày nay chủ tử đều buôn ba bên ngoài Đâu có tâm sự lo lắng người khác Nghe nói đại lương trong cung lại thúc giục Chủ tử chắc muốn sớm giải quyết xong để hồi cung Dù vậy quý lão bản vẫn ở tháp lao, phong tiên hiệu cầm đồ bên kia làm sao? Có thể làm lỡ việc không? Hỏa lung lườm dạ oanh, phong tiên hiệu cầm đồ là kiếm bạc, tình báo có mặc vũ quân lo. Quý lão bản tự mình lo mấy chuyện nhỏ nhặt, đâu phải việc chính sự. Lo gì mà lo? Dạ oanh nghe vậy, cảm thấy bạn mình nói có lý, cũng đúng. Lo gì nhiều? Có những việc trên đời này như ma xuôi quỷ khiến, chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng có thể dẫn đến những biến hóa lớn trong quỹ tích của sự việc. Trên lầu thư phòng của phong tiên hiệu cầm đồ ở Lâm Giang, góc bàn học phủ đầy bụi bặm với một chồng thư dày. Dưới cùng là một phong thư, trên đó ghi ba chữ. Định vương phủ. Trong định vương phủ vì sự việc này mà hơi dối ren nhưng không thể so với thái tử phủ. Văn Huệ Đế có ý định để thái tử kết giao với Hoàng Phủ Hạo, vì vậy hoàng phủ Hạo có thể đến thái tử phủ một cách công khai, không cần lén lút. Tại thái tử phủ, thái tử rót cho hoàng phủ Hạo chút rượu, cười nói, "Lúc nãy lời của bản cung, hoàng phủ huynh nghĩ thế nào?" Hoàng phủ Hạo mỉm cười, không tỏ vẻ đồng ý cũng không phản đối, nói, "Ngươi tính toán thật giỏi, để ta làm người xấu, còn ngươi thì nhận được tiếng tốt và mỹ nhân." Thái tử không giận, chỉ cười đáp, "Quân tử giúp người thành đạt." nếu có thể ta vui lòng thấy thẩm ngũ tiểu thư trở thành thái tử phi của tần quốc nhưng ai cũng biết điều đó không thể xảy ra hoàng đế tần quốc không có ý định cưới con gái của thần tử nước khác cho thái tử của mình thái tử phi không chỉ là một người vợ mà còn đại diện cho gia tộc của nàng tốt nhất là có thể hỗ trợ thái tử thẩm diệu là người minh tề không thể giúp hoàng phủ hảo chưa kể thẩm tín cũng không muốn gả con gái yêu của mình đến tần quốc xa xôi Hoàng Phủ Hạo lắc đầu, không cần gấp, ta không nói muốn cướp người. Chỉ là, hắn nhìn thái tử, ta không phải là người thích làm việc tốt, huống chi là làm mà tổn hại đến danh tiếng của mình. Nếu thẩm tướng quân ghi hận, ta cũng khó xử. Thái tử nghe vậy liền cười, Hoàng Phủ Hạo rõ ràng là người hiểu chuyện. Danh tiếng ở Minh Tề không có giá trị gì, mà việc gà thẩm diệu cũng không phải là tội ác chỉ một câu nói có thể khiến văn huệ đế và thái tử nợ hoàng phủ hạo một cái ân tình sao lại không làm đương nhiên việc này là chủ ý của thái tử nên phải xem trong lòng thái tử hôn sự này quan trọng thế nào hoàng phủ huynh có khó khăn gì thái tử cười hỏi cũng không phải chuyện lớn chỉ là ngại nói ra hoàng phủ hạo thở dài tỏ ra buồn rầu tuy là thái tử tần quốc nhưng gia đình dân thường còn có khó xử huống chi là ta. Phụ hoàng rất tốt với ta, nhưng các huynh đệ không yên bình. Nếu có ngày xảy ra tranh chấp, hắn nhìn thái tử đầy ẩn ý, lúc đó, mong ngươi giúp đỡ. Thái tử sững sờ, trong lòng mắng thầm hoàng phủ hạo xảo quyệt. Tranh giành ngôi vị là chuyện thường ở các quốc gia, đặc biệt là những nơi có nhiều hoàng tử. Ý của hoàng phủ hạo là, nếu có ngày hoàng thất tần quốc đấu tranh, thái tử minh tề phải giúp hắn một thái tử minh tề giúp tần quốc đoạt ngôi chỉ có thể là cho mượn binh hoàng phủ hạo quả là tính toán khéo léo thấy thái tử do dự hoàng phủ hạo cười ngươi đang do dự gì ta giúp ngươi bây giờ không phải cũng là chuyện tương tự sao thái tử giật mình nhìn hoàng phủ hạo không nói gì nếu thành công thẩm diệu gả cho hắn thẩm ra sẽ quấn quýt với thái tử phủ giúp hắn tăng cường thực lực trong cuộc tranh giành ngôi vị bây giờ Hoàng Phủ Hạo giúp hắn, chẳng phải là giúp hắn đoạt ngôi. Nghĩ vậy, điều kiện của Hoàng Phủ Hạo dường như không khó chấp nhận. Dù sao, hắn cũng sẽ thu được nhiều lợi ích. Thái tử quyết định, được. Hoàng Phủ Huynh giúp đỡ lần này, ngày sau ta cũng sẽ không đứng ngoài. Hoàng Phủ Hạo cười, cùng Thái tử uống cạn vài chén, nói, chỉ là. Người thật sự muốn cưới thầm diệu. Thấy Thái tử nghi hoặc, hắn giải thích, lúc chiều cống yến, ta thấy thẩm diệu không phải là người dễ đối phó. Người tự tin có thể thuần phục nàng. Đây là chuyện nhỏ, thái tử rừng dưng tính tình mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn là nữ tử. Một khi gà đi, tính tình ấy sẽ dịu lại. Thái tử phi trước kia cũng mạnh mẽ, nhưng bây giờ nàng đối với ta hoàn toàn phục tùng. Nữ tử chỉ cần tốn chút công sức, cuối cùng cũng sẽ ngoan ngoãn như mèo con hoàng phủ hạo nghe không nói gì thêm nhưng trong lòng có chút xem thường minh an công chúa chết vẫn là bí ẩn nhưng hoàng phủ hạo cảm thấy việc này không thể tách rời thẩm diệu sau đó mối quan hệ với phó tu nghi cũng bị lợi dụng đến nay phó tu nghi luôn giữ khoảng cách thẩm ra không bình thường phía sau thẩm diệu còn có người chỉ đạo thái tử tuy mạnh nhưng gặp thẩm diệu chưa chắc có thể thắng dễ dàng nhưng những điều này với Hoàng Phủ Hạo không quan trọng. Hắn vui vẻ xem cuộc vui, nên cười vài lần, cùng thái tử nâng chén nói chuyện vui vẻ. Ở một nơi khác, tại viên ngoại lang Quý Phủ, Thẩm Diệu đã nhận được thiếp mời. Nàng nói rằng Thẩm Đông Lăng mời nàng đến Phẩm Hương, Thẩm Diệu đồng ý, nhưng muốn mang theo biểu tiểu thư la đàm. Vương bật thấy Thẩm Diệu hồi âm, rất vui mừng, nói với Thẩm Đông Lăng, không phải nói hai tỷ muội không thân thiết, không ngờ nàng lại đồng ý thẩm đông lăng cũng bất ngờ nhưng miệng cười nói xem ra lâu chưa gặp mặt dù sao trong phủ tỉ muội chỉ còn lại hai chúng ta nàng nhận thiếp mời từ vương bật cẩn thận suy nghĩ bình tĩnh mà xét thẩm đông lăng không nghĩ thẩm diệu sẽ đồng ý còn muốn đi phẩm hương thẩm diệu tính cẩn thận không thể dễ dàng đến đây bố trí này bị loại bỏ Thẩm Diệu và nàng không có mối quan hệ lớn, nàng viết thiếp mời chỉ để chứng minh với vương bật rằng mình tận tâm vì chồng, mong vương bật ghi nhớ điều tốt này. Ai ngờ Thẩm Diệu lại đồng ý. Thẩm Đông Lăng suy nghĩ, Thẩm Diệu mang theo La Đàm vì La Đàm biết võ công, có người bầu bạn sẽ an tâm hơn. Thẩm Diệu chắc chắn mang theo nhiều thị vệ, đảm bảo an toàn. Thẩm Diệu dám đến, nhất định đã có kế hoạch hoàn hảo nhưng thẩm đông lăng không quan tâm mục đích của nàng không phải là tính toán thẩm diệu thẩm đông lăng đẩy vương bật phu quân nếu ngũ muội muội đồng ý đến chuyện sau này càng có lý do gọi thái tử điện hạ và hoàng phủ hạo cùng đến sau này nói rằng hoàng phủ hạo tại phẩm hương thấy ngũ muội muội đoan trang mỹ lệ mà sinh lòng ái mộ mọi việc sau đó sẽ thuận theo tự nhiên các ngươi nữ tử quả nhiên suy nghĩ chu đáo vương bật cười ôm thẩm đông lăng có thê tử như vậy, còn cầu mong gì? Thẩm đông lăng cười cùng hắn trêu ghẹo nhưng trong lòng lại suy nghĩ đến chuyện khác. Thẩm diệu xưa nay luôn hiểu rõ cách tính toán người khác, trước kia khi nhậm uyển vân và thẩm diệu đấu nhau, thẩm đông lăng cũng nhìn thấy hết. Đến cuối cùng, thẩm gia có thể bảo tồn được đại phòng, thì người lợi hại nhất không ai khác chính là thẩm diệu và thẩm đông lăng. Thẩm Đông Lăng cũng muốn thử xem, giữa mình và Thẩm Diệu, ai lợi hại hơn đưa thẩm diệu vào kế hoạch của mình, so với tính toán thẩm nguyệt thì thú vị hơn nhiều. Lúc này, thẩm diệu đang nâng cầm, ngồi trong phòng chơi cờ với tạ cảnh hành. Tạ cảnh hành chơi một nước cờ tốt, cùng thẩm diệu đấu trí, từng bước một bố trí. Dường như tạ cảnh hành có thể nhìn thấu những quân cờ thẩm diệu đã sắp đặt, mỗi khi nàng đi nước cờ nào, hắn đều chặn ngay tại chỗ đó. Chơi hơn nửa canh giờ, tạ cảnh hành thắng nàng vài quân cờ, Cuộc chiến vẫn giằng co, khó phân thắng bại. Kiếp trước, Thẩm Diệu khổ luyện kỳ nghệ để có thể tán gẫu với phó tu nghi, không nói là đệ nhất nhưng cũng khó gặp đối thủ. Thế mà trước Tạ Cảnh Hành, nàng không thể nào giành thắng lợi. Tạ Cảnh Hành dường như là khắc tinh của nàng. Từ khi học cờ, đây là lần đầu tiên nàng gặp đối thủ ngang tầm. Mắt thấy Tạ Cảnh Hành lại ăn vài quân cờ của nàng, Thẩm Diệu nói: "Mệt rồi, không chơi nữa." không muốn chơi nữa thì đừng chơi tạ cảnh hành nói cầu xin ta ta sẽ dạy ngươi thẩm diệu phải bật cười vì lời nói của hắn nửa đêm tìm người chơi cờ chỉ có tính tình thẩm diệu mới chịu đựng được người khác sớm đã đuổi tạ cảnh hành ra ngoài nàng nói cảm ơn nhưng ta không cần nàng không có ý định trở thành một kỳ nghệ đại sư học làm gì chỉ là ngạc nhiên vì tạ cảnh hành chơi cờ giỏi như vậy người này vốn xuất sắc trên chiến trường, ai ngờ hắn còn giỏi nhiều thứ khác. Nhưng nghĩ lại, người có thể điều khiển thiên hạ trong lòng bàn tay, chuyện nhỏ như quân cờ có đáng là gì? Nàng hỏi, người đã sắp xếp người của mình cho ngày mai xong chưa? Hai ngày sau là ngày phẩm hương, cũng là lần đầu tiên nàng và tạ cảnh hành liên thủ tính toán người khác. Đối tượng là hai thái tử, nghe thì đáng sợ nhưng thẩm diệu không cảm thấy có gì đặc biệt nàng đã từng là thái tử phi địa vị này cũng không khiến nàng cảm thấy cao xa tạ cảnh hành càng không quan tâm vì anh trai hắn là hoàng đế còn thái tử chính là cháu hắn vì thế tính toán hai thái tử cũng không phải chuyện gì lớn lao yên tâm không có sơ hở tạ cảnh hành nói xe ngựa của ngươi cũng đã chuẩn bị ngươi thật sự muốn đi hắn nhíu mày ngươi có thể không đi tại sao không đi thẩm diệu nói có đi hay không đều không ảnh hưởng đến ta nhưng ta muốn bọn họ làm cho hoành tráng hơn ta nếu như muốn đi bọn họ sẽ làm mọi thứ chân thực hơn nhưng cuối cùng phát hiện ra tất cả đều sai lầm có phải là sẽ càng thú vị tạ cảnh hành mỉm cười như thế thật tàn nhẫn ác sao thẩm diệu hỏi ngược lại tàn nhẫn hắn gật đầu ánh mắt rạng rỡ như trời quang nước môi mỏng khẽ nhếch nhưng ta thích thẩm diệu tạ cảnh hành từ sau đêm đó lời nói ngày càng táo bạo nhưng cử chỉ đối với nàng vẫn rất tôn trọng đột nhiên có một người chen vào cuộc sống thẩm diệu chưa quen nhưng không thể phủ nhận rằng có tạ cảnh hành nhiều việc trở nên dễ dàng hơn điều mà nàng phải vất vả mới làm được tạ cảnh hành lại giải quyết dễ dàng nhưng nếu cứ ỉ lại mãi sẽ làm người ta bất an thẩm diệu chưa học được cách tin tưởng một người nhất là một người đàn ông. Trong tình yêu, nàng từng tổn thương sâu sắc, nên dù có người dịu dàng dạy dỗ, nàng vẫn ngu ngốc và chậm nhiệt. Tạ Cảnh Hành nhìn nàng, ánh mắt nặng nề, không biết đang suy nghĩ gì. Tay cầm quân cờ, nhìn thiếu nữ đoan trang ôn hòa dưới ánh đèn, vẻ đẹp như bông hoa thanh nhã. Hắn, với dung nhan tuấn mỹ, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm, đăm chiêu nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên nhếch môi cười chuyện này xong ta sẽ cưới ngươi thẩm kiều kiều phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn